Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chu Su Audio Bắc Giang ạ. À, hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng để xả kho thanh lý cho bác một quả súp hơi hàng bãi xịn bát 40 các bác nhá. À, mang thương hiệu CAF, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi đúng không các bác? Đấy, các bác nào mà chơi âm thanh rồi mà lại không biết đến hàng CAF đâu đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay em có một quả duy nhất thôi ạ. Quả duy nhất súp hơi 40 các bác nhá. À, model của nó là S15. À, thì các bác biết rồi, S15 có nghĩa là cái hiệu của model S và 15 inch các bác. Đấy. Ở trên của bát này thì các bác có thể nhìn thấy là bát sử dụng của bát từ 2.2. Xương này là xương 8 chấu luôn các bác. Đấy, xương này 8 chấu luôn. Đấy, 8 cái xương nhỏ luôn này các bác này. Và các bác có thể nhìn thấy là từ của nó từ 2.2. Côn của nó là côn 100 các bác nhé. Trên vòng từ thì có rất nhiều lỗ để thông hơi, để thoát hơi cho côn khi mà trong quá trình mà anh em đánh lâu, đánh công suất lớn lâu thì nó sẽ thoát, nó sẽ nóng côn thì nó sẽ thoát hơi ra trong qua các cái lỗ thông hơi này. Ngoài cái lỗ thông hơi to ở phía giữa thì nó có xung quanh cái vòng côn nó đều có cái lỗ thông hơi này để nó thoát nhiệt nhanh hơn và chơi bền bỉ hơn. Đấy. Con này màng thì có đóng số đầy đủ các bác nhé, màng có đóng số đầy đủ. Đấy. Và các bác có thể nhìn thấy đường keo của nó là làm keo tràn, keo rất là dày khi mà bắt bích từ vào đây. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy là em để quay ngang này, các bác có thể nhìn thấy là cái từ của nó làm rất là dày đúng không ạ? Làm rất là dày và rất là chắc chắn. Đấy. Các bác có thể nhìn cả cái bích ở bên dưới nữa. Cái bích bên dưới và cái bích bên trên nó làm rất là dày. Các bác nhìn có thể nhìn thấy là rất là dày luôn ạ. Và đây là bên giữa, bên trong của quả súp các bác nhá. Đấy, nhện và cổ côn các thứ này em bao zin 100%. Nó làm dâu kiểu như JBL luôn. Đường đi vào và kết thúc ở ngoài luôn. Đấy, hai cái chỗ người ta đắp keo này các bác này, nhìn giống hệt như quả JBL luôn. JBL thì nó cũng vậy như vậy, có một đường keo này là dâu này vào trong và kết thúc ở ngoài này để chấm ở đây để cho nó chắc. Đấy. Thì anh em có thể nhìn thấy trực tiếp đây. À, tất cả là anh em cam kết zin 100% các bác nhá, zin nguyên bản 100% cho anh em. À, anh em khi nhận hàng có thể gọi thầy thợ đến có thể kiểm tra trực tiếp. À, bởi vì các bác nhìn trên này em quay rất là rõ trên ánh điện rồi. Đấy, khi mà bóc cái nhện ra để làm lại côn thì anh em khi dán lại thì không bao giờ nó được phẳng phiu nữa đúng không ạ? Không bao giờ có thể dán được phẳng phiu nữa. Kiểu gì nó cũng có vết keo hoặc vết trà. Đấy. Cái đó là anh em tìm hiểu phát là biết ngay. Đấy, thì bên trên thì các bác có thể nhìn thấy là gân con này là sử dụng gân 3 sóng. Và các bác ở đây là những cái bụi bẩn các bác nhé. Cái gân này nó vẫn còn rất là mới, nó dưỡng dầu các bác nhé. Gân 3 sóng là gân vải tẩm dầu anh em nhé, gân lụa tẩm dầu anh gọi là gân 3 thép. Gân 3 thép. Màng của nó thì là màng trơn, màng sần các bác nhé. Màng nó sần nhưng mà nó sần nhỏ, sần nhẹ thôi chứ không phải là mà sần sùi lên đấy. Đấy. Con này thì các bác nhìn đường keo rốn đây thì cũng có thể khẳng định các bác là không có thể ai làm tay mà làm được cái keo rốn như thế này đúng không ạ? Cái này nó là bụi bẩn nó bám vào thôi. Đấy. Con này thì nó từ 22/100 đánh khá là uy lực các bác nhá, và cái độ nhạy của nó khá là cao. Màng 3 sóng này, màng 3 sóng các bác nhấn nhẹ thì nó đã xuống màng. Đấy. Màng 3 sóng độ nhạy của nó khá là cao, nó không bị tốn công suất đâu các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể đánh con đẩy 700W là đánh ngon lành cái nhào luôn. Cái đường keo của nó làm phẳng phiu, các bác nhìn đẹp đẹp không? Chạy đẹp, đẹp mướt mát luôn. Đấy. Con này thì anh em chỉ cần đánh con đẩy tầm 700W, 700W với công suất đủ là các bác có thể chơi ngon lành, chơi ngọt rồi các bác nhá. Độ nhạy rất là cao. Tiếng bát của dòng này cho ra tiếng bát rất là ấm, rất là mềm và tiếng bát cực kỳ là sâu các bác nhé. Đấy. Thì về phần thùng thì con này là sử dụng thùng gỗ các bác nhé. Con này sử dụng thùng gỗ và em sẽ đo kích thước trực tiếp luôn cho bác để các bác tham khảo luôn ạ. Con này thì nó form nhỏ gọn nhưng mà cao. Đấy. Con này chiều ngang của nó là đi 47 phân. Tổng chiều ngang của nó là 47 phân. Đấy. Và chiều cao của nó 47 phân các bác nhé, chiều cao của nó là 70 phân và chiều sâu của nó là 50 phân các bác nhé. Chiều sâu này của nó là 50 phân này, chiều sâu của nó là 50 phân này, chiều ngang là 47 này và chiều cao là 70 phân các bác nhé. Đấy, thông số đằng sau của nó đây ạ. Ở bên trên này có một cọc loa để các bác sử dụng, nếu mà các bác nhà có nhu cầu cắm cọc loa thì cắm vào đây. Đấy. Ở đằng sau của nó thì có modem S15 cộng, hai rắc Neutrik để các bác kết nối số CD và công suất khởi động của nó là 400W, trở kháng 8 ohm các bác nhá. Công suất khởi động của nó là 400W thì các bác cứ đánh con đẩy 700W trở lên là ngon lành cành đào luôn. Đấy. Con này phù hợp với các bác chơi phòng tầm 35 m². Tầm 35 m². Từ 20 đến 35 m² thì các bác chơi ngon lành cành đào. Đấy. Các bác ghép với cặp full 30 hoặc là full 25. Đấy. Thì các bác chơi một quả này rất là ok các bác nhá. Đấy, bên trong của nó thì bông tiêu âm kín thùng luôn. Bông tiêu âm này, bông bãi này, rất là dày, kín thùng luôn, dây loa đây. Đấy, kín thùng các bác nhá. Đấy. Thùng gỗ và có khắc CNC cái vành loa xuống đây để nó chìm xuống đây. Đấy, bên trên này thì có vành loa, nó cũng có
cái rong để chống phì hơi rồi các bác nhá, rong chống rung chống phì hơi rồi. Đấy. Con này thì tiếng em đã test thử, tiếng rất sâu mềm và đánh nghe rất là êm tai các bác nhá. Với những dòng xe thép thì nó là thương hiệu rất là lớn rồi, đúng không ạ? Anh em có thể tham khảo trên rất nhiều cái model sản phẩm khác nhau của cái dòng xe AF này. Và cái căng của nó đây, căng này căng sắt các bác nhá, căng sắt. Đấy. Đó, logo xe AF ở đằng trước. Đấy. Thì quả súp này em hôm nay còn lẻ một quả duy nhất, có lẻ một quả duy nhất thôi. Thì em sẽ để cho bác giá cực kỳ là tốt nhá. Giá em để cho bác giá là 4.300.000. Bao ship toàn quốc cho anh em nhá. 4.300.000 bao ship toàn quốc và tặng cho bác 3 mét dây loa các bác nhá. 4.300.000 em xả cho các bác một quả súp CAF thương hiệu rất lớn mà giá chỉ có hơn 4 triệu các bác mua được rồi. Các bác lưu ý nhá, 4.300.000 em bao ship toàn quốc rồi. Đấy, và tặng cho bác 3 mét dây loa và cặp dẫn nuôi trích rồi các bác nhá. Đấy, em đã đấu dẫn sẵn một đầu cho bác rồi. Anh em nào có yêu cầu đấu sẵn cả hai đầu thì em sẽ đấu sẵn cả hai đầu cho bác luôn. Còn không em đấu sẵn một đầu để về các bác kết nối cái đầu còn lại, các bác xem đẩy của mình đấu như nào thì các bác đấu theo như vậy các bác nhá. Đấy. Rồi ok, không để các bác chờ lâu thì em sẽ lắp thử con súp này vào và test thử chất âm cho các bác nhá. Giá là 4.300.000 bao ship toàn quốc, tặng 3 mét dây loa và cặp jack nuôi trích rồi các bác nhá. Sau đó em sẽ test thử một đoạn nhạc để cho các bác nghe thử chất âm của con súp này. Ok chưa? Vừa test cho các bác nghe thử một đoạn nhạc qua cái quả súp này rồi. Đó, kết hợp với những bộ loa của em. Đó, tuy nhiên các bác có thể nghe, bác đeo tai nghe các bác nghe trực tiếp quả súp giúp em nhá. Bởi vì full này em đang để nhỏ hơn so với bình thường để em cho các bác nghe cái tiếng súp nó lổi. Khi mà đánh nó tiếng nó tròn, tiếng nó êm, tiếng nó sâu như thế nào. Thì các bác đeo tai nghe các bác thẩm âm giúp em trực tiếp các bác nhá. Đấy. Hàng thì em bao cho anh em là đẹp zin 100% cho anh em. Hàng bãi xịn của CF thì các bác chơi quá an tâm rồi ạ. Đấy. Và giá em xin phép báo lại cho các bác là 4.300.000 bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Tặng cho các bác 3 mét dây loa và một cặp jack music rồi. Đấy. Anh em chốt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378030730 hoặc 0345220586 các bác nhé. Địa chỉ của em tại xóm chùa Liên Sơn Tân Yên Bắc Giang. Các bác có thể đến và kiểm tra hàng trực tiếp và mua hàng. Ok các bác nhé. Các bác đang xem thì tặng em Zoom một nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm của bên em. Xin được cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.